Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam rất là quý mến. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2015. Y sư Thánh Gióng chúng tôi tường trình và cảnh báo cùng toàn thể đồng bào Việt Nam rất là quý mến của chúng ta được rõ. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là quốc kỳ nước Việt Nam chúng ta, quốc kỳ Vương đạo Đại Việt, Đại Việt Vương đạo, đạo công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho. Chúng ta được quyền chọn lựa một là hình ảnh này. Hoặc là hình ảnh này. Hoặc là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta với vóc dáng ông rồng bà phụng. Hoặc là hình ảnh này. Đây là những hình ảnh mà tổ trời, cha trời Thượng Đế toàn năng đã cho tỏ hiện ra trên mây để cho chúng ta được quyền chọn lựa. Tôi chính đây y sư Thánh Gióng tái thế, Minh Vương Việt Nam, lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Và đương nhiên tôi chính đây là vua Việt Nam, người mà đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2015. Tôi cảnh báo cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi làm việc cùng đồng bào gấp. Các người không được phép chậm trễ. Và nếu các người tiếp tục chậm trễ thì những hình phạt kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt có thể xảy đến với các người bất cứ lúc nào. Và các người sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sợ tăng như thế này. Chúng đã hiện ra trên mây để cảnh báo cho các người, cũng như đồng thời cảnh báo cho tất cả nhân loại. Những kẻ nào không thật sự ăn năn sám hối thì sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ kinh hoàng khủng khiếp như thế này, và linh hồn sẽ biến dạng như thế này nhiều ngàn năm.
trước khi được cha trời Thượng Đế toàn năng cứu xét một lần nữa. Đồng bào mau mắn vào trang website facegodgsquare.com để xem xét và học hỏi về những phép lạ cảnh báo về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và nhớ để hình ảnh này trong nhà hoặc nơi sở làm của chúng ta, hoặc đem theo bất cứ nơi nào mình đi công tác. Đây là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có đầy quyền năng phép lạ đi chung. Vì thế những ai ước ao có sự bình an thì hãy copy những hình ảnh này để trong nhà mình, và cũng như phân phát cho nhiều người được biết gấp. Cũng như nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe, đồng bào có thể copy trên trang website của chúng ta facegodgsquare.com. Tôi chính đây y sư thánh giống Phật sống của càn khôn. Tôi làm việc cho cha trời Thượng Đế toàn năng. Ngài chính là Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi là một, Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Đó chính là thiên thượng mà Phật tổ tôn thờ. Thiên thượng, Ngài chính là Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần. Một lần nữa, y sư thánh giống cảnh báo khẩn cấp cho tất cả người Việt Nam hãy mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi chính đây y sư thánh giống tái thế Minh Vương Việt Nam. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần thông báo và cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay.